À, chúng ta bắt đầu với tiết 1 về nội dung hệ phương trình đại số cũng như các phần kiến thức khác. Thì trong tiết đầu tiên thì thầy muốn dành thời gian để cùng các em nhắc lại những cái hệ mà được gọi là hệ cơ bản. Bởi vì đây chính là những cái hệ nền tảng để giúp các em giải những cái hệ không mẫu mực. Vì bản chất của hệ không mẫu mực đó là những cái quá trình biến đổi phải sử dụng một số kỹ thuật khó hơn để đưa về dạng cơ bản để giải. Do vậy trước tiên thì đề nghị chúng ta phải nắm chắc các dạng hệ phương trình đại số cơ bản và phương pháp giải của nó. Và thực tế cho thấy là đề thi đại học của những năm vừa qua thì các nội dung liên quan đến hệ phương trình đại số cơ bản là được khai thác rất nhiều. Và sau đây chúng ta sẽ đi sâu vào nghiên cứu của các dạng phương trình cơ bản mà chúng ta đã biết. Chúng ta đi một lớn. Hệ phương trình cơ bản. Nhắc đến hệ phương trình cơ bản thì chúng ta có một số các dạng hệ cơ bản sau. Đầu tiên chúng ta phải nhắc đến hệ bậc nhất hai ẩn. Hệ này các em biết rồi là dạng bao gồm có hai phương trình a1x cộng b1y bằng c1, a2x cộng b2y bằng c2. Trong dung lượng của đề thi đại học thì phần này người ta hỏi cũng không nhiều, tuy nhiên các em biết cần phải nắm được ứng dụng của nó. Ứng dụng trong hình học thì chắc chắn các em còn không thể không nhớ các kiến thức liên quan đến tương giao của các đường thẳng thì đều sử dụng kiến thức của dạng hệ này. Rồi một ứng dụng rất quan trọng của hệ này đó là phương pháp tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một cái biểu thức. Và sau đây chúng ta sẽ đi từng bước một. Chúng ta đi một. Hệ bậc nhất hai ẩn. Đối với dạng hệ này thì chúng ta thường sử dụng phương pháp cơ bản, đó là phương pháp sử dụng định thức hoặc là phương pháp thứ hai là phương pháp thế. Đối với định thức thì hẳn các em còn nhớ cái câu khi trình tự tính là tính d trước dx rồi dy rồi biện luận, đúng không ạ? Thì chúng ta còn nhớ là để tính d dx dy chúng ta rất dễ nhầm lẫn. Đấy. Chúng ta phải có một cái câu ca là tính d là phải dùng ab là gọi là anh bạn, đúng không ạ? Rồi tính dx là người ta nói là cb tức là người ta gọi là cầm bát, và tính DI là AC hay gọi là ăn cơm, đúng không ạ? Thì cái đấy để chúng ta giúp chúng ta nhớ và chúng ta lại nhớ lại cho nó dễ. Thì ở phần này thì trong cái phần ứng dụng để tìm giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất ạ, thì thầy sẽ trao đổi với các em trong một cái chuyên đề đặc biệt về ứng dụng hệ để tìm giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất của một biểu thức. Còn trong trường này thì thầy dẫn ra một cái ví dụ để phân tích thôi. Ví dụ đây là đề cao đẳng. Chúng ta biết là cái đề cao đẳng, thi đề chung của đề cao đẳng ấy, năm 2008 người ta cũng đã hỏi đó là tìm M để hệ phương trình x trừ MY bằng 1 MX cộng Y bằng 3 có nghiệm xy thỏa mãn x nhân y nhỏ hơn không. Thế đối với cái hệ này thì các em biết rồi, như thầy vừa nói là rất đơn giản. Ở đây trong trường này các em có thể rút x ra rồi thế vào đây chúng ta tìm y, sau đó đem x nhân cho y thì chúng ta có biểu thức tích x nhân y. Đấy, trong trường này các em rút x ra
rồi thế vào phương trình thứ hai tìm được y. Và bài này nó không hề khó, cho nên là thầy sẽ đưa ra kết quả để chúng ta làm và đối chiếu kết quả. Chúng ta là m nhận giá trị là hoặc chúng ta m lớn hơn 3 hoặc m nhỏ hơn trừ 1 phần 3. Thì hệ này nó dễ, thầy chỉ nhắc ra để phân tích chúng ta là đã có trong các đề thi. Đây là đề thi cao đẳng năm 2008. Nên dạng hệ này thì sẽ không, chúng ta sẽ không cần đi nhiều. Chuyển ngay dạng thứ hai. Dạng thứ hai gọi là hệ gồm một phương trình bậc 1 và một phương trình bậc 2. Đây là hệ thường xuyên gặp trong các bài toán đã được phân tích của hệ không mẫu mực. Và sau này trong tiết 2 các em sẽ gặp rất nhiều hệ này sau khi chúng ta đã trải qua một quá trình biến đổi. Sẽ đưa về cái hệ này của chúng ta tiếp tục giải. Nguyên tắc giải của hệ này các em biết rồi, gồm một phương trình bậc nhất, một phương trình bậc 2. Thế thì bậc nhất này giúp chúng ta rút ra. Bậc nhất là bậc nhất, có thể bậc nhất hai ẩn. Đấy, có thể bậc nhất hai ẩn. Bậc 2 cũng vậy, cũng có thể là bậc 2 đối với hai ẩn số giống như một phương trình thuần nhất ấy. Các em rút một ẩn nọ ẩn theo ẩn kia của phương trình thứ nhất rồi thế vào phương trình thứ hai chúng ta giải được. Trong trường này thì thầy cũng dẫn ra một cái ví dụ để phân tích. Cái này là đề dự bị khối D năm 2007. Tìm M để hệ hai x trừ y trừ m bằng 0, x cộng căn xy bằng 1 là có nghiệm duy nhất. Thì đối với phương trình này rõ ràng đây về mặt nguyên lý là cái bậc 2 của nó ẩn ở trong cái yếu thức căn này. Vì đằng nào chúng ta nâng lũy thừa của nó lên thì chúng ta vẫn tìm ra đó là bậc 2. Do vậy đây là một bài toán ẩn chính thực của nó nằm trong cái dạng hệ này. Và người ta không hỏi, người ta hỏi có thể lồng kép nó đi. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng thì chúng ta có thể phân tích ngay. Trước hết là phải có một cái điều kiện đã. Điều kiện chúng ta là xy là không âm. Sau đó căn xy thì lại bằng 1 trừ x. 1 trừ x cũng phải không âm. Do vậy x sẽ nhỏ hơn hoặc bằng nó bằng 1. Và từ đây ta đặt đây là 1 này. Đặt đây là 2 này. Thì ta thấy là từ 2 thì ta suy ra là căn xy sẽ bằng 1 trừ x. Và do vậy việc nâng lũy thừa của ta lên là không có gì khó khăn cả. Hay nói khác là xy sẽ bằng 1 trừ bình phương. Còn ở trường hợp thứ hai là chúng ta có thể biến đổi ra ngay là y sẽ bằng ở 1 thì y sẽ bằng 2x trừ m. Người ta đem thế vào cái biểu thức trên thì ta có ngay cái bài toán của chúng ta. Đấy, ta việc thế y vào thôi. Thế y vào thì chúng ta sẽ rút được ra cái biểu thức, ra cái phương trình mới chúng ta là 2 trừ m. Ta rút ra 2 trừ m sẽ bằng trừ của x bình cộng 1 trên x. Đấy. Và đến đây thì các em thấy rõ ràng là gì? Chúng ta đã thấy là để nó có nghiệm, chúng ta giải cái phương trình này có nghiệm. Có nghiệm với các chị thỏa mãn điều kiện sao? Thế thì rõ ràng các em thấy là đến đây chỉ còn xét x thôi. Với x của ta sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1 và với điều kiện x phải khác 0. Thì đây là một bài mà chúng ta gặp rất nhiều lần rồi. Trong phần giải, ứng dụng giải phương trình thì chúng ta đã gặp rồi. Và đến đây thì thầy đang ở đây mang tính chất phân tích thôi. Vì các hệ này vẫn là hệ cơ bản. Nên thầy chỉ phân tích để chúng ta tìm ra cái hướng đi. Thì cho rằng trong trường này là hệ gồm một phương trình bậc nhất, một phương trình bậc 2 nó được ẩn chứa dưới dạng như thế này. Và đến đây là nhiệm vụ tiếp theo, là nhiệm vụ mà dành cho các em coi như bài tập về nhà. Để các em tiếp tục giải.
Và ở đây thì đáp số của bài toán này sau khi các em khảo sát cái hàm này với x nhỏ hơn bằng 1, x khác 0 thì các em tìm ra đáp số của nó là m sẽ nhỏ lớn hơn giá trị là 2. Và đáp số là m lớn hơn 2. Đấy, thầy sẽ không giải cụ thể ví dụ này vì đến đây là trường hợp này rất dễ rồi. Đấy. Và để minh chứng rằng cách làm của nó cũng đơn giản giống như hệ của nó đã được cấu tạo. Đấy. Chúng ta sẽ xét tiếp. Trước khi sang phần hệ đối xứng thì các em có thể phân tích thêm một cái ví dụ thứ hai. Thầy sẽ phân tích nhanh thôi, mà còn là chủ yếu là dành coi như các bài tập của các em. Các phân tích đề dự bị khối A năm 2005 cho giải hệ phương trình căn bậc 2 của 2x cộng y cộng 1 trừ căn bậc 2 của x cộng y bằng 1 và hệ thứ hai là 3x cộng 2y bằng 4. Trước hết chúng ta nhìn thấy ngay chúng ta có một phương trình bậc nhất. Vậy phương trình bậc nhất này có thể sẽ là cơ sở để giải quyết phương trình thứ hai của chúng ta. Trước hết chúng ta thấy là ở 2 thì chúng ta phân tích này. 2 thì thấy có là 3x cộng 2y bằng 4. Đây có 2x cộng 1 là 3x, y cộng y là 2y. Như vậy chúng ta hoàn toàn biến đổi 2 theo dạng là 2x cộng y cộng 1. Ở đây là cộng với x cộng y và chúng ta ở đây có thể là bằng 5. Rõ ràng với gợi ý này chúng ta biết ngay là ta nên đặt UV bằng như ở thức này rồi, đúng không ạ? Và do vậy cho ra U bằng căn của 2x cộng y cộng 1, còn V bằng căn của x cộng y. Ở đây chúng ta có thể cho là UV không âm. Thì rõ ràng chúng ta thấy là hệ chúng ta sẽ chuyển ngay được dưới dạng là U trừ V bằng 1. Và ở đây chính là U bình cộng V bình bằng 5. Và đến đây rõ ràng các em thấy là đây chính là hệ chúng ta đang xét, đúng không ạ? Hệ có một phương trình bậc nhất và một phương trình bậc 2. Và do vậy các em chỉ được rút anh thứ nhất thế và anh thứ hai thôi. Và chúng ta hoàn toàn tìm được nghiệm. Trong trường này các em tìm được nghiệm U bằng 2 và V bằng 1. Và từ đó các em rút ra, các em tìm ra giá trị của nghiệm X của nó. Ở đây chúng ta sẽ rút ra nghiệm X bằng 2 và Y bằng trừ 1. Toàn bộ quá trình giải cái hệ đơn giản này, coi đó là bài tập. Đó. Như em thấy là ẩn chứa của cái dạng hệ chúng ta đang xét, một phương trình bậc nhất, một phương trình bậc hai, nó nằm ẩn chứa trong các dạng khác mà người ta đã hỏi thi. Chúng ta chỉ làm một cái thao tác phân tích nhỏ nhỏ và biến đổi chúng ta có ngay cái hệ đó. Các em chuyển sang 3. Hệ phương trình đối xứng loại 1. Bản chất của hệ đối xứng loại 1 là cái hệ mà thay đổi vai trò của x cho y, y cho x thì hệ không thay đổi. Đó là cấu trúc của hệ như chúng ta đã biết rồi. Fxy bằng Fyx, Gxy bằng Gyx. Thay đổi vai trò x cho y không thay đổi. Từ đây chúng ta rút ra hai cái lưu ý. Lưu ý đầu tiên là khi giải thì thường chúng ta đặt S bằng X cộng Y P bằng X nhân Y để giải. Và với một lưu ý là muốn có nghiệm thì S bình phải lớn hơn bằng 4P. Đây là điều kiện rất quan trọng trong ứng dụng của nó. Mà đặc biệt là những bài toán có tham số thì đây sẽ là một cái hướng để chúng ta tìm ra điều kiện. Cái lưu ý thứ hai trong cái hệ này đó là nếu x0, y0 mà là nghiệm thì suy ra y0, x0 cũng là nghiệm. Nhận xét này giúp chúng ta không bị mất nghiệm. Nếu không chúng ta tìm ra chúng ta kết luận có một
hệ có một nghiệm là không chính xác, mà phải có thêm một nghiệm thứ hai như thế này. Và đây chính là hai cái điểm lưu ý, điểm nhấn quan trọng. Và xét cho thấy trong các đề thi đại học thì hầu hết người ta liên quan đến hệ đối xứng loại 1 này, hệ đối xứng loại 2 lại rất ít khi sử dụng. Đấy là cái phương pháp của chúng ta. Chúng ta xét ví dụ để chúng ta phân tích. Để phân tích ví dụ đầu tiên là đề dự bị khối A 5.5. Có hai cái đề dự bị, bên kia một đề, bên này chúng ta phân tích một đề. Là hệ chúng ta là x bình cộng y bình cộng x cộng y bằng 4. Và hệ thứ hai là x nhân x cộng y cộng 1 cộng với y nhân y cộng 1 bằng 2. Hiện đây là hệ chúng ta sẽ phân tích thôi. Còn việc khi đã ra hệ cơ bản và giải thì các em sẽ giải. Chúng ta thấy rõ ràng đây là đề dự bị khối A 2005. Thì chúng ta thấy khi chúng ta nhân vào x bình phương có y bình phương, có y bình phương, có x, có y. Như vậy ta thấy ngay chỉ còn lại là tích x y thôi. Do vậy chúng ta đã tìm được ngay. Do vậy hệ chúng ta có thể biểu diễn ngay được. Ở trên thì ta hoàn toàn có thể tạo ra dưới dạng là x cộng y tất cả bình phương cộng x cộng cộng y trừ 2xy bằng 4. Phương trình thứ hai ta nhân vào thì ta thấy là x bình này cộng xy này, cộng x này cộng y bình này cộng y này thì chúng ta đã có giá trị là 4 rồi, nên ta chỉ còn lại là xy. Và xy của ta 4 chuyển sang sẽ là bằng trừ 2. Đấy, chúng ta thấy là có một bước chúng ta sẽ tìm ngay ra giá trị rồi. Và từ đây các em chắc chắn là tương đương với x cộng y bình phương cộng x cộng y. Cái chỗ này là bằng trừ 2 như đây là cộng, cộng 4. Cái này sẽ bằng 0 và xy bằng trừ 2. Đấy, do vậy từ đây chúng ta biết ngay chúng ta phải giải ra nghiệm của ta rồi. Như vậy có hai trường hợp, một trường hợp là x cộng y bằng 0 và một trường hợp là x cộng y bằng trừ 1. Như vậy chúng ta ra hai cái khả năng. Khả năng thứ nhất là x cộng y bằng 0, x nhân y bằng trừ 2. Khả năng thứ hai là x cộng bằng trừ 1 và xy bằng trừ 2. Và như vậy từ đây hệ này các em sẽ giải hoàn toàn một cách đơn giản. Như vậy chúng ta có thể phân tích và nhận thấy rằng cái hệ người ta cho bài thi thì không hoàn toàn nhìn thấy ngay tính chất đối xứng của nó. Tuy nhiên chúng ta qua một cái bước biến đổi rất nhẹ thôi, đơn giản, chúng ta biết để ý từ hệ chúng ta đã tìm ra hướng giải để giải ngay của bài toán này. Chúng ta sẽ tiếp tục xét tiếp ví dụ thứ hai để hiện rõ được cái ý nghĩa của cái hệ ứng dụng của hệ đối xứng loại 1 này. Các em sẽ tiếp tục. Đây thì thầy sẽ phân tích là ta sẽ phân tích cái kỹ thuật đạt được đơn phụ để đưa về hệ đối xứng loại 1 hoặc là có sử dụng đến cái yếu tố x cộng y và x nhân y, tức là tổng và tích. Chúng ta phân tích ví dụ đầu tiên của cái phần kỹ thuật này, ta sẽ phân tích đề khối A 2006 để chúng ta xem. Giải hệ phương trình x cộng y trừ căn xy bằng 3, căn của x cộng 1 cộng căn của y cộng 1 bằng 4.
Thì rõ ràng hệ trừ căn nên việc đầu tiên các em phải đặt ngay điều kiện đó là xy không âm, x lớn hơn hoặc bằng âm 1. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích. Ở trên này thì có dạng tổng, có tích. Ở dưới này chúng ta nhìn xem. Nếu như chúng ta thực hiện một cái phép bình phương hai vế vì hai vế của phương trình hai không âm thì chúng ta sẽ xuất hiện cũng tổng và tích. Do vậy chúng ta sẽ có cái hướng khai thác theo hướng và sử dụng tổng và tích này. Ở đây thì để vì ở đây căn này có biến trung gian cho nên từ cái phương trình một ta hoàn toàn có tìm ra vai trò của x nhân y và x cộng y qua một biến trung gian để chúng ta thay vào phương trình hai chúng ta tìm được. Ở đây chúng ta thể hiện rất rõ này. Chúng ta thấy một này. Nếu như chúng ta đặt t bằng căn của x nhân y, rõ ràng t không âm thì ta rút ngay được ra là xy bằng t bình. Và nếu xy bằng t bình thì chúng ta thấy ngay là x cộng y của chúng ta sẽ nhận giá trị ngay là 3 cộng t, và về danh nghĩa nào đó thì ta có quyền thay x cộng y vào phương trình thứ hai rồi. Và phương trình hai thì như thầy vừa phân tích, chúng ta chỉ việc bình phương hai vế thì lập tức ta có nhìn thấy ngay sự lắp ghép và ứng dụng của nó. Sau khi bình phương ta thấy này, ta sẽ có dạng là x cộng y ở ngoài cộng hai lần căn nhân vào sẽ là x cộng y và cộng một. Còn lại lên 1, 1 là 2, rút gọn lên bên này bằng 2. Và kết hợp các yếu tố x nhân y thì ta suy ra phương trình mới. Từ đây suy ra, ta thay vào. Cái này là 3 cộng t. Cái này cộng 12 lần căn. Cái này x cộng y cũng là 3 cộng t. 3 cộng t cộng với t bình cộng 1. Chúng ta bằng 2. Và như vậy lập tức chúng ta có ngay cái phương trình 1 tỷ, đó là t bình phương cộng t cộng cộng 4 sẽ bằng trừ t trừ 1. Đây là dạng 1 tỷ đơn giản mà các em đã được gặp rồi. Có dạng căn A bằng B. Chúng ta đặt điều kiện cho B không âm rồi tiến hành bình phương. Xin lỗi, chúng ta này bình phương ta là 44 là 16. Nhưng phải là 2, 16 mà rút gọn với 2 là còn 14. Chỗ này chúng ta là còn 14. Do vậy chỗ này chúng ta phải là 10. 14 rút gọn với 3 là còn 11. Xin lỗi, đây là còn là dương 11 trừ t. Vậy từ đây các em sẽ giải phương trình này ra. Giải cái phương trình vô tỷ có dạng căn A bằng B này thì các em sẽ tìm được nghiệm của nó là T bằng 3 thỏa mãn. Khi có T bằng 3 rồi thì lập tức chúng ta tìm ngay ra x cộng y bằng 6 và x nhân y bằng 9. Và rõ ràng chúng ta thấy là đây trong trường hợp khi thay vào là nghiệm của một phương trình bậc 2 và phương trình này chính là hàng đẳng thức. Ở đây chúng ta suy ra phương trình là x bình phương trừ 6x cộng 9 bằng 0 và suy ra x bằng 3, và nghiệm của hệ chính là xy đúng bằng 33. Vậy chúng ta thấy là ta phân tích cái kỹ thuật đề khối A 2006, chúng ta thấy ngay ứng dụng của nó và chúng ta giải ngay được cái bài tập này. Đấy, nếu các em biết phân tích thông qua một phép đặt rất là khéo thôi, chúng ta đã giải quyết được bài toán. Và quan trọng là cách thức các em phân tích được trong cái yếu tố của từ hai phương trình này thì chúng ta tìm ra hướng giải. Nên chúng ta sẽ xét thêm một cái ví dụ, phân tích thêm ví dụ thứ hai và lời giải cụ thể thì cũng để cho các em giải, còn thầy sẽ phân tích để chúng ta xét ví dụ thứ hai. Chúng ta xét tiếp ví dụ thứ hai. Chúng ta sẽ phân tích đề khối D
năm 2007. Đây là một bài toán chứa tham số. Tìm M để hệ phương trình có nghiệm thực. Hệ chúng ta được cấu tạo như sau. Chúng ta là x cộng 1 trên x cộng y cộng 1 trên y bằng 5. Phương trình thứ hai x mũ 3 cộng 1 trên x mũ 3 cộng y mũ 3 cộng 1 trên y mũ 3 bằng 15m trừ 10. Chúng ta xác định đây là 1, đây là 2. Chắc chắn các em nhìn vào cái biểu thức của chúng ta nghĩ ngay liên tưởng đến phép đặt, bởi vì ta hoàn toàn biểu diễn các cặp ở dưới cũng theo giá trị của x cộng 1 trên x, y cộng 1 trên y. Do vậy trong trường hợp này ta sẽ đặt ngay. Đặt u bằng x cộng 1 trên x, v bằng y cộng 1 trên y. Và với điều kiện thì các em biết rồi, vì x, y chưa xác định là dương hay không. Do vậy ở đây chúng ta sẽ có ngay điều kiện là trị tuyệt đối của u lớn hơn bằng 2 và trị tuyệt đối của v cũng lớn hơn bằng 2. Vì chúng ta muốn đánh giá Cauchy thì phải đánh giá qua trị tuyệt đối của u để xác định được điều kiện của u và v. Trong trường hợp này chúng ta hoàn toàn thế vào hệ. Do vậy hệ chúng ta sẽ trở thành thứ nhất u cộng v bằng 5. Trường hợp thứ hai là ta muốn có cái mũ 3 này. Thì ta sẽ ở biểu thức này ta có u mũ 3 này. Biểu thức này ta có v mũ 3 này. Vậy ta xem còn đâu thừa thiếu thì ta sẽ bổ sung. Chúng ta biết là ở đây bổ sung muốn có được u mũ 3 thì ta phải thêm một cái lượng, đó là 3 lần trừ 3 lần u. Đấy, trừ 3 lần u nhân với x mũ 3 cộng 1 trên x mũ 3, muốn có cái dạng là x cộng 1 trên x tất cả mũ 3 thì chúng ta đã phải bổ sung thêm vào đây một lượng là, và chúng ta phải bớt đi, đó là trừ 3 lần x cộng 1 trên x nhân với x nhân 1 trên x, tức là chúng ta sẽ còn lại là trừ 3 lần u cộng v và bằng 15m trừ 10. Hay nói cách khác là ta hoàn toàn có được cái hệ u cộng v bằng 5, u mũ 3 cộng v mũ 3, cái này là 5, 15, chuyển sang bên này dương 15, như vậy là 15m sẽ cộng 5. Thì chúng ta đây là bằng 5, 5, 3, 15 chuyển sang là dương 15. Đấy. Và từ đây chúng ta còn rõ hơn là u cộng v bằng 5 và u nhân v bằng. Thì u 3 cộng v mũ 3 lại viết được bằng là u cộng v tất cả mũ 3 trừ 3 lần u cộng v nhân uv. Do vậy là cái này mũ 3. Và chúng ta rút gọn ra được ngay là u nhân v. Ở trong trường này các em rút gọn ra u nhân v sẽ bằng 8 trừ m. Rõ ràng chúng ta đã sử dụng được cái tính chất là sử dụng yếu tố x cộng y và x nhân y. Và do vậy từ đây suy ra u v sẽ là hai nghiệm của một cái phương trình bậc 2 mới. Để gọi đặt này là phương trình t bình phương trừ 5t cộng 8 trừ m bằng 0.
Và ở đây yêu cầu bài toán thỏa mãn. Vì bài toán của thỏa mãn của ta là phải có nghiệm. Muốn có nghiệm xy thì chỗ này phải có nghiệm uv. Mà uv phải thỏa mãn điều kiện này. Do nên mà uv lại là nghiệm của phương trình, ta gọi đây là phương trình số 3. UV là nghiệm phương trình 3 thì rõ ràng T là đại diện của UV, thì rõ ràng cho trường hợp này T cũng phải thỏa mãn điều kiện trị đối T phải lớn hơn bằng 2. Do vậy thỏa mãn khi và chỉ khi T bình trừ 5T cộng 8 bằng M. Ta đặt cái này là FD. Có nghiệm sao cho trị đối T lớn hơn hoặc bằng 2. Và cái hàm này chúng ta xét rất dễ, đó là chúng ta có T. Vì đây là một parabol nên ta tìm được ngay. Tọa độ đỉnh là trừ B trên 2A. Tức là chúng ta có trừ B là 5/2. Và bề lõm nên bề quay lên trên. Chúng ta chỉ xét ở trong cái đoạn xét ở ngoài cái đoạn 2 và trừ 2. Do vậy chúng ta thấy đây có trừ 2 này. Và 5/2 của chúng ta là 2,5, cho nên là nó ứng với giá trị cực tiểu. Vậy chúng ta chỉ xét ở trong cái miền này. Ở đây chúng ta bỏ cái miền không xét. Và chúng ta tìm giá trị ở đây này. Giá trị ở đây này. Tại bằng 2, các em thay vào thì chúng ta có giá trị là chỗ này là 2. Chỗ này của ta là 22 này. Và cái giá trị cuối cùng khi thay T bằng 5/2 vào thì các em tìm ra là 7/4. Thì rõ ràng muốn có cắt trong trường này vì UV là nghiệm của anh này, cho nên là để đảm bảo phải có hai nghiệm, phương trình này phải có hai nghiệm T thỏa mãn thì nó phải cắt ở đâu? Thì người ta nhìn thấy ngay là nó phải cắt từ hai cái điểm. Từ đây ta suy ra M của chúng ta sẽ thỏa mãn là lớn hơn bằng 22 thì nó sẽ cắt này, hoặc là nó nhỏ hơn hoặc là 7/4 nhỏ hơn hoặc bằng 2 đấy. Và chúng ta có nghiệm UV, nhưng có thể trường hợp đặc biệt UV bằng nhau thì chỗ này vẫn có xảy ra dấu bằng. Do vậy các em thấy rằng đây là đề khối D 2007 và người ta cho chúng ta một cái hệ tương xứng. Chúng ta đã sử dụng một cái kỹ thuật ở bài này, thì cái kỹ thuật này chúng ta nhìn thấy ngay là chúng ta đặt ẩn phụ để chuyển về kỹ thuật đặt ẩn phụ để chuyển về một cái hệ có sử dụng đến yếu tố x cộng y và x nhân y, và chúng ta đã chuyển về đây. Trong trường này hệ của chúng ta hoàn toàn có tính chất đối xứng. Chúng ta đã giải quyết được bài toán theo tính chất là thông qua phép đặt ẩn phụ quy về hệ đối xứng. Và như vậy các em có thể thấy là qua 3 ví dụ, trong đó 2 ví dụ rơi vào phần kỹ thuật đặt ẩn phụ, thì các em có thấy là ứng dụng của hệ đối xứng loại 1 trong giải đề thi đại học cũng là rất nhiều. Ngoài ra chúng ta còn hai cái hệ cơ bản nữa, đó là hệ đối xứng loại 2 và hệ đẳng cấp. Thì các em còn nhớ là hệ đối xứng loại 2 là cái hệ mà có cấu trúc dạng là f của xy bằng 0 và f của yx bằng 0. Muốn giải hệ này các em phải trừ hai vế của phương trình cho nhau. Đối với hệ này thì trong các đề thi đại học hàng năm hầu như chúng ta cũng chưa có đề nào có hỏi trực tiếp liên quan đến phần này cả. Mà chúng ta chủ yếu sử dụng cái phần này trong phần giải phương trình vô tỉ mà các em cũng đã làm quen rồi. Còn loại hệ nữa là hệ đẳng cấp. Hệ đẳng cấp là cái hệ mà chúng ta thấy rằng nó gồm hai phương trình. Mỗi phương trình đều là những phương trình thuần nhất bậc 2. Và để giải phương pháp này thì các em tiến hành chia. Đấy, chia hai vế của phương trình cho x hoặc chia cho y, hoặc là dưới dạng đặt x bằng ky, y bằng kx, vân vân. Thì cái phương pháp này các em sẽ được làm quen ở trong có một số các phần tiếp theo trong các bài chúng ta ứng dụng, thì thầy sẽ nhắc đến để chúng ta nhớ lại. Còn trong khuôn khổ của tiết này chúng ta sẽ còn hai cái tiết nữa thì các em tự xem, đó là hệ đối xứng loại 2 và hệ đẳng cấp. Thì chúng ta sẽ chuyển sang tiết thứ hai để nghiên cứu về kỹ thuật đặt ẩn phụ giải một số hệ không mẫu mực.